Thì nếu bạn chạy ở cao tốc Hải Phòng các kiểu mà bạn quất 120 thì thôi rồi, nó nhức đầu luôn. Mà các dòng xe khác nó cũng thế mà. Xin chào quý vị và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà Toyota Cross liên tục nằm trong cái top 10 xe bán chạy nhất. Cái này được minh chứng qua cái báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô tại Việt Nam, đấy là báo cáo VAMA. Toàn cứ 1X, 1.700, 1.800, rồi 2.300, 2.500 trên tháng. Đấy, thì mình tính cái doanh số ra thì mình sẽ thấy rằng trong 5 tháng đầu năm thì Cross là luôn nằm trong top 10 những mẫu xe bán chạy nhất. Đấy, tại sao lại như vậy? Thì thực ra hôm nay mình cũng có lấy một chiếc xe của một người bạn của mình, đấy là ông Thắng, mà cũng là chủ tịch của bên IK ấy, chuyên về đồ aftermarket. Thì trước khi lấy mình bảo thôi ông ơi, ông chia sẻ hộ tôi các cái điểm, bởi vì không gì bằng hỏi người dùng mà. Thế ông ấy chia sẻ một hồi, ông chốt lại một câu như này. Mình cũng có cái tin nhắn ấy, mình chứng minh luôn cho mọi người thấy. Tóm lại tôi mua ấy, mục đích chính là gì? Để nghiên cứu, để làm cái absolute loop. IK luôn nổi tiếng với absolute loop mà. Hai, ông lắp thêm mấy cái đầu là Android và cam 360 mà liền cam của nhà trồng được. Đấy, cũng rất là chân thật thôi. Tức là gì, ở đây mình hiểu là gì? Những cái đơn vị như vậy thì họ thường sẽ chọn những cái sản phẩm nằm trong top 10 để làm thêm các cái đồ. Thì như vậy cái cơ hội kinh doanh của mình nó sẽ tốt hơn chứ. Bởi vì mình đánh vào số đông mà, cái sản phẩm mình đánh vào số đông. Đó. Vậy thì mua một chiếc xe đầu tiên thì đối với những ông như này, ông lại tính là mục tiêu số 1 của tôi là gì? Đáp ứng cho cái công việc của tôi đã. Ở đây mình chia sẻ thật là các bạn có thể xem chúng mình review. Ông mình chia sẻ về cái xe rồi chạy ra đi mua ấy, thì mình xin thưa mình can ngay. Các bạn đừng làm như vậy. Các bạn phải ra chạy thử trong cái tầm tiền này này, nhìn sang những cái phân khúc bên cạnh này, nó có lợi thế gì, ra xem sờ mó chán đi. Chạy thử đi, bây giờ xe nào cũng chạy thử. Thì mình đi thử, mình sống thử với nó một thời gian đi. Đấy, có ưng không đã, rồi mình hãy xuống tiền. Đúng không ạ? Bởi vì bây giờ các phương tiện thay thế nó đơn giản lắm, và trong phân khúc bạn có rất nhiều các cái lựa chọn. Thế đừng có vội, mua bán mình đừng có vội. Thử kỹ này. Đó là cái yếu tố thứ nhất là nhu cầu về công việc. Rồi tại sao cái mẫu xe này lại luôn nằm trong top 10? Thì thực ra là mình cũng xin chia sẻ như này. Đầu tiên là yếu tố thương hiệu đã. Và trong 2 năm vừa qua thì Toyota có những cái bước chuyển mình cực kỳ lớn về sản phẩm và về các trang bị. Các bạn nên nhớ rằng nếu mà trong dòng Cross bản Hybrid thì không thiếu một cái hệ thống an toàn hỗ trợ cả. Có thể nói rất đầy đủ. Còn cái lý do bạn mình chọn cái bản G này về công tác nghiên cứu, hình như thời đấy mua là giá chưa bị tăng là 720 triệu lăn bánh, thì nó rơi vào khoảng đâu đó khoảng 854-855. Thì bây giờ cái giá bán nó cũng tăng rồi, là thành 746 triệu. Thì lăn bánh nó có lệch hơn một chút. Mẫu xe này là mẫu xe nhập khẩu. Đấy, bởi vì cái chi phí nó rất là hợp lý trong cái tầm tiền. Thế là lấy đấy. Yếu tố thứ hai là khi mà ông ấy đi rồi, ông đi rồi ông lại thấy mấy cái yếu tố như này. Nhiều khi phục vụ đi đâu xa, bởi vì ông phải chạy đi các đại lý nhiều. Mà một cái xe ấy, mà nó cái nền tảng là crossover ấy, thì cái gầm nó cao hơn các cái dòng sedan. Đây là nhà cho nên mình lên xuống vỉa hè thoải mái nhá, không phạm luật gì đâu ạ. Việc lên xuống nó rất dễ, bởi vì sao? Cái độ nhún của phuộc ấy, của damper ấy, nó còn phải nhún như này. Lên xuống nó làm cái bập cái thì sedan ở đây dễ bập. Thì những cái ông này ông đi gầm cao là ông thoải mái. Một yếu tố nữa thì đối với những cái dòng xe kiểu như thế này này, thì sau một thời gian sử dụng nó còn cái mức định giá đã qua sử dụng cũng khá là tốt. Thứ hai nữa, khi mua những cái dòng xe như vậy thì chúng ta có cơ hội dùng và với các chi phí nó hợp lý. Bởi vì xe, nguyên tắc xe càng bán ra càng nhiều thì nhiều các cái đồ phụ tùng hoặc cái đồ chơi ấy, nó sẽ có nhiều trên thị trường. Thế là chúng ta có cơ hội mua được mức giá tốt. Và nói đến đây thì nếu mà quý vị có ý định mua xe thì có thể tham khảo qua oto.com.vn để vừa được kiểm định xe cũ miễn phí qua chương trình AutoCheck, vừa nhận được đặc quyền 1 năm miễn phí chăm xe AutoCare. Cái giá trị thứ ba nữa mà chút nữa mình cùng nhau cũng lại trải nghiệm một lần nữa ấy, là cái không gian bên trong, về cái không gian cốp ấy, nó rất là rộng. Đây các bạn có thể xem thôi. Đây, không gian cốp nó rộng lắm. Đi đâu mình là công việc mà, đúng không? Đi đâu là mình cũng phải là đồ. Đấy. Đấy các bạn nhìn thấy không? Không gian nó rất là rộng. Thì cái này nó cũng sướng. Còn đây, mình mời các bạn nhìn qua cái góc nhìn bên này thì các bạn sẽ thấy rằng đối với một chiếc xe như này, cái trục nó là hơn 2m6. Nhưng cái không gian hàng ghế thứ hai nó cũng rất là ok. Đây ạ. Quan trọng là chúng ta đứng ở đâu chúng ta nhìn.
Ví dụ chúng ta đổi từ những chiếc Accent, chúng ta đổi từ những chiếc Morning lên i10 lên, thì chúng ta rõ ràng nhìn cái này là một cái phân khúc cao hơn và nó có nhiều điểm tốt. Còn nếu như chúng ta nhìn ở chiếc GLS hay một chiếc GLS Maybach hoặc là chiếc XC90 hoặc chiếc X5 nhìn xuống ấy, thì câu chuyện là khác. Rồi, yếu tố tiếp theo nữa là về chi phí sử dụng. Thực ra như này, đối với các dòng xe Toyota là khi mà mình có bảo bạn mình là ô chi phí là bao nhiêu, ông nói cậu tôi không nhớ nữa, nó đâu cứ 100, 200 hay mấy trăm nghìn. Thế mình bảo thôi ông gửi cho tôi cái bill đi. Hóa ra là làm bên Toyota Thái Hòa, cái này thì mình cũng capture lại gửi lại cho mọi người trên màn hình. Thì tổng cái chi phí nó đâu đó khoảng này, dầu máy là 3,9 lít. Đấy, đơn giá là 82.400, nó bằng đúng dầu Camry 321.000. Giảm giá rồi tổng cho cái mức bảo dưỡng cấp 5.000 bao gồm cả VAT vào tổng cộng là 533.096 đồng. Tiếp theo, ông này cũng có hơi ông hỏi là lấy được không? Được quá chứ. Mình chỉ nói đơn giản câu này này. Ông cứ nhìn cho tôi một cái là ông nhìn vào con nào nó dùng cho nền tảng toàn cầu. Cái này không cần TNGA là nền tảng toàn cầu nhá. Múc ngay. Đúng không ạ? Bởi vì cái câu chuyện này hôm trước mình cũng chia sẻ rồi. Nền tảng toàn cầu có nghĩa là gì? Ông bán ở rất nhiều các thị trường trên toàn thế giới. Thì nó phải đáp ứng đủ tiêu chí, đặc biệt là độ cứng vững và an toàn. Bạn hiểu ý mình không? Nếu như cái xe nào nó xuất hiện ở Mỹ, tại sao RAV4, tại sao là Camry, tại sao là những cái xe mà bán được thị trường Mỹ luôn có rất có giá trị, thì cái tiêu chuẩn nó ấy. Cái thứ hai là gì? Khi mà ông chịu trách nhiệm trên toàn cầu thì nó phải lớn hơn một nước hoặc nhiều một khu vực thôi. Rồi, bây giờ chúng ta quay lại những cái vấn đề cơ bản. Thì có thể nói là Cross đẹp thì thực sự là xuất sắc thì mình không phải, nhưng mà cái thiết kế nó khá là hài hòa, đúng không? Đấy. Về cái trang bị nó cũng khá là đầy đủ. Đấy. Đèn bi này, cảm biến trước này. Đấy. Và quan trọng là cái tổng thể của nó nhìn nó ưng mắt. Về cái yếu tố bạn có thấy xuất hiện là có các cái góc cam camera 360, thì cái này là nâng cấp lên thôi. Mâm thì mâm 18, lốp Bridgestone. Mâm này thì mình nghĩ là, xin lỗi, đây là mâm 17 ạ. À, mà lốp Bridgestone Alenza là mã ngon nhá. Mã ngon, lốp 215. Thì đối với những cái xe như thế này, nó thiên về cái phần chi phí, và họ phải cân trong cái bài toán chi phí. Bởi vì trong cái phần mà cạnh tranh rất là khốc liệt, thì làm thế nào để có lợi? Đấy, làm thế nào vừa chúng ta làm, bán lại có lợi nhuận, chúng ta lại phải đảm bảo cân bằng cái lợi ích cho khách hàng. Thì đấy là cái câu chuyện rất là lớn. Còn đối với những cái nền tảng này thì mình nói luôn, đọc luôn. Cái dòng cứ 7-800 ấy thì trước bao giờ cũng là treo McPherson. Sau bao giờ cũng là một cái dầm ngang, gọi là bán độc lập đấy. Cộng với damper, cộng với cả cái lò xo. Vậy thôi, cộng với một cái tay đòn dọc nữa. Thì cái hệ treo nó rất là đơn giản. Bởi vì do cái phần chi phí, còn lên đến cái phân khúc kiểu như The Tucson hay là kiểu như Kia Sportage, thì đương nhiên rồi, nó sẽ là những cái tay đòn độc lập, hệ thống treo liên kết đa điểm độc lập. Các bạn sẽ nhìn thấy lợi thế như mình chia sẻ rồi, quay lại. Đấy. Cái độ cao của gầm ấy, tại sao đôi khi là 145 lên đến 165 hay 170 nó đã khác rồi? Bởi vì sao? Nó tạo ra cái góc tới, cái góc tiếp cận, cái góc vượt đỉnh dốc kìa kìa, và cái góc thoát nó tốt. Chứ không phải là chỉ lệch nhau mấy phân thôi. Câu chuyện nó không đơn giản là như vậy. Trong thiết kế xe nó cực kỳ quan trọng. Hai là cái trục của bạn, đôi khi bạn đẩy ra chỉ khoảng 1-2 phân thôi, bạn đã có cơ hội bố trí lại cái hàng ghế nó dễ hơn. Chúng ta quay trở lại về vấn đề nhiên liệu. Đối với những cái dòng này thì bạn có hỏi mình là mua dòng nào, à bản nào, thì mình tư vấn luôn mua hybrid cho mình. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường giá nhiên liệu bây giờ rất là cao. Thế cho nên là mình sẽ có lợi về nhiên liệu vẫn là cái tốt nhất. Đúng không? Sau ghế là chi phí sử dụng. Tiêu thụ nhiên liệu thì ở đây là kết hợp là 7,6 lít này. Trong đô thị là 10,1 lít, 6,26. Thì thực ra với một cái máy truyền thống kiểu như 1.8 thì con số này hoàn toàn tin được, nó có độ lệch nhưng độ lệch ít thôi. Bản chất như mình đi hỗn hợp nó cũng chỉ có trên 7 lít. Đấy, đi phố đi khéo thì đường nó thoáng thì khoảng 9 lít. Tắc chút thì 10 lít. Đấy, những cái con số này mình nghĩ là rất là đáng tin. Đây là cái mức nhiên liệu bạn nhân cho đơn giá chia trên km sử dụng. Còn về trang bị thì cái bản G này thì mình nghĩ là sẽ không có quá nhiều thứ để nói. Nó chỉ đơn giản là cruise control rồi điều khiển trên vô lăng thôi. Nhưng quan trọng ở đây là ông ấy mua về đấy, rồi đúng nhu cầu mục đích là của nhà trồng được đây, ông nâng cấp rồi. còn cam đấy. Cái thứ hai là màn Android với 1 tỷ thứ. Đấy. Ba là ông nghiên cứu cái áp suất lốp ông cho lên này này. Đấy. Thì đấy gọi là của nhà trồng được thì tùy theo nhu cầu.
ông bảo là đôi khi mình nâng cấp còn sướng hơn, phê hơn. Thì đúng rồi, tức là nó có một cái Ferdinand Porsche có một cái là rất hay là gì, khi mà mình không ưng một cái xe nào hay mình không ưng một cái tính năng xe, mang về tự làm, đúng không ạ? Chơi trên một cái game của người ta mà. Đấy, mình không ưng thì mình phải tự mình code, mình làm ra thôi. Đấy. Thì đối với cái này ấy, thì thực sự cái giá trị nhận lại được ấy, thì đúng là như ông bạn chia sẻ là gì, cái không gian nó rộng, bạn nhìn cái gì đấy, và thiết kế nó gọi là gì, nó cũng đủ nhìn ở mắt, nó cũng đủ dùng rồi. Đấy. Xuất sắc thì không phải, nhưng mà nó thiên về cái tính năng nhiều hơn. Đấy. Điều khiển điều hòa con này thì điều hòa một vùng độc lập này. Đấy. Số thì nó tuột chuẩn form rồi. Các cái mẫu xe kiểu như máy 1.8 của Hàn, của Nhật ấy, thì mình cứ như cứ nhắm mắt mà đọc các thông số cũng được. Ví dụ máy 1.8 thì nó loanh quanh cái khoảng 136 đến 140 mã. Trước này mình nhớ là 136 hay 138 mã gì đấy. Còn lên 2 chấm thì loanh quanh nó cứ khoảng 154, 156 mã. Đấy, nó kiểu là như vậy. Nó có công thức hết rồi. Những cái nền tảng đấy bây giờ gần như là không thay đổi. Bởi vì sao bạn có thể tạo ra cái máy tốt hơn? Thậm chí cái này tăng lên 200 mã, 200 mã thì bạn lại phải làm cái nền tảng khung gầm tốt hơn. Từ đấy lại sinh ra là phần điều khiển nó cũng phải tốt hơn nữa, bởi vì nó liên quan đến phần traction control. Đấy, rồi nó liên quan đến dẫn động, liên quan đến rồi trục lắp, rồi vân 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 các cái góc, bởi vì khi bạn cua ở tốc độ cao hơn thì cái góc bẻ của nó ấy, nó ảnh hưởng đến các chi tiết càng kiếc nó nhiều nhiều hơn. Thì như vậy khi mình đẩy cái công suất lên hoặc là đẩy khi đấy phanh nó cũng phải to hơn. Mình đẩy công suất lên cũng đẩy một mỡ theo. Suy ra cái xe này mà bán 1 tỷ thì thôi lại anh em trả dép tôi về, đúng không ạ? Thì về cái tiện ích ấy, thì tất cả các vị trí để đồ khá là ok. Đó, nó chỉ có vậy thôi. Ok, đây này, lợi thế của các cái dòng crossover mà mình nói này, lợi điểm gầm cao, các bạn lên xuống cái vỉa hè, các bạn không phải rón rén, đúng không ạ? Bạn phịch phịch cái nó xuống. Đấy, bạn. Đó. Đấy. Và thực ra đối với cái dòng Toyota Cross này ấy, chính là nhờ cái nền tảng khung gầm ấy, khi mình đi qua các cái điểm bập bập. Đấy, nhất là các con lươn thì mình cảm nhận được cái sự chắc chắn của nó ở một phần khung gầm. Đấy. Còn nếu như nói về trải nghiệm lái thể thao thì thực ra đối với các dòng Toyota, đặc biệt là các dòng phổ thông, thì thực ra mình cũng không kỳ vọng cao ở cái vấn đề như vậy. Đấy. Mà quan trọng là nó gì? Nó là một cái phương tiện vận chuyển, phương tiện di chuyển cho một cái nhu cầu cơ bản cuộc sống hàng ngày. Đấy. Với các lợi điểm. Thứ nhất ý, là các cái gì? Cái chi phí, mức chi phí nó hợp lý. Cái thứ hai ấy là cái không gian sử dụng. Các tính năng mọi thứ nó cũng vừa đủ. Đấy. Còn đối với cái máy 1.8 này để bạn có được và số CVT của người Nhật ấy, thì bạn bảo mong muốn nó có một cái đạp dựng ngược thì không. Đấy, quan trọng là cái này có độ ồn. Đấy, cái độ ồn nó nghe. Các bạn thấy không? Nhất là khi bạn chạy trên cao tốc, thì đối với cái dòng unibody như thế này mà kích thước nhỏ này, thì nếu bạn chạy ở cao tốc Hải Phòng các kiểu mà bạn quất 120 thì thôi rồi, nó nhức đầu luôn. Mà các dòng xe khác nó cũng thế mà, cứ loanh quanh tầm tiền đấy hoặc hơn tí thôi nó cũng nhức đầu luôn. Bởi vì tốc độ 100 và 120 nó khác bọt lắm. Thì nhưng quan trọng là mình tính rằng là cái hiệu suất mình sử dụng là bao nhiêu. Đấy, nếu như bạn sử dụng chiếc xe này đi cao tốc suốt ngày trên 70-80% thì mình nghĩ là không nên mua. Nhưng vấn đề mua những chiếc xe này là bạn chủ yếu đi phố, mà thậm chí đi tới 90%. Còn chạy đường dài nó ít, chạy đường tỉnh nó ít, đúng không ạ? Thế thì đấy, ví dụ như nếu mà chạy tỉnh nhiều thì con này mua khá lâu rồi, bây giờ mới được có bao nhiêu, hơn vạn, có 1 vạn. Đấy, nhưng mà nhìn vào phát là mình đọc luôn cái là gì, đi phố nhiều. Thế chính vì vậy là mình mua cái xe mình phải tính cái nhu cầu công việc, hay là cái tần suất mình đi trên những cái cung đường như thế nào. Còn nếu bạn đi nhiều về đồi núi, gập ghềnh thì không nên mua những cái dòng unibody. Bạn cứ sát xi rời, thậm chí Fortuner, Everest, Pajero Sport. Đấy, những cái dòng đấy mà giá gầm đấy thì nó mới chịu được. Còn nếu mà đi muốn nhanh nhẹn, đi phố nhẹ nhàng thì đó là những cái dòng unibody kiểu như này với một cái mức chi phí hợp lý. Một trong những cái tình huống mà các bạn có thể thấy cái hệ thống treo phụ thuộc ở, nhất là cái treo sau này. Đấy, nó dội phát là nó dội bụp phát lên này. Còn nếu mà treo phụ thuộc hai cái càng nó tách ra ấy, nó độc lập ra ấy, thì bạn thấy này, tịch. Bên này nó nhẹ cái thôi, còn cái này là tịch. Đây. Thử lần nữa nha. Phịch phịch. Nó nảy cả hai cái sau lên. Càng chạy mình càng. Tất nhiên là các cụ nhà mình nói rồi, tiền nào thì của đấy. Tiền càng to thì nó có quy tắc chọn xe là cứ xe đắt càng đắt thì về nguyên lý chung nó sẽ càng ngon. Có thế thôi ạ. Trước này thì cũng có cruise control này. Các tính năng thì cũng rất là cơ bản.
Mình thích các cái dòng này bởi vì điều hòa nó khá là mát. Và quan trọng là đi cái xe không phải nhức đầu. Đang đi bắt vợ, đang đi đúng không? Xe mua cho vợ đi, ôi anh ơi, nó lại tinh tinh nó báo cái gì rồi. Sau lại là tinh tinh mất nữa lại trừ tài khoản thì cũng nhức đầu luôn. Đi cái này là chỉ có lại tinh tinh với lại dương tài khoản. Ôi trời ơi. Cuộc đời nhiều khi nó niềm vui, nói thế chứ anh em phải công nhận đúng không? Giàu mấy thì giàu mà lại tinh tinh mất này, giàu cỡ nào thì giàu đúng không? Tinh tinh với lại dương tài khoản. Hôm đấy vui lắm, niềm vui nhân đôi. Ok. Đó, thì tóm lại là đây là một trong những cái chia sẻ, cái giá trị nhận lại được mà cũng rất là tình cờ mua dựa trên nhu cầu công việc của ông bạn mình cùng với cái nhận định của mình với cái dòng xe này. Đấy, thì cũng hy vọng rằng là những cái thông tin đấy sẽ mang lại cho quý vị và các bạn những cái thông tin tham khảo để quyết định thêm trước khi xuống tiền. Còn như mình nói rồi, xuống tiền là tiền của mình trong túi bỏ ra. Thế mình là phải có một phần trách nhiệm trong đấy là gì? Mình phải đi nghiên cứu, mình phải tìm hiểu thêm kỹ. Và quan trọng mua một cái xe bạn phải chạy thử, sống thử với nó. Đấy, thì từ đấy là mình ra một cái quyết định chính xác. Bởi vì bây giờ các cái phân khúc có rất nhiều là lựa chọn, cho nên là bạn hoàn toàn có một cái phương án thay thế. Nếu như không cái này là cái kia, và nếu như không tất cả thì mình tự làm ra một cái xe. Đúng không ạ? Cũng hay mà. Đấy, ok, một lần nữa thì cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Lê Hùng, Auto Daily ạ.